Chú ở xã nào chú? Thành phố Đông. Thành phố Đông hả? Ấp mấy? Ấp 2. 2A hả? 2A không nè. 2A hả? 2A không nè. 2A khúc nào? Khúc chạy bà Tâm Xếp á. À khúc Tâm Xếp hả? Ừ. Đây là đồ bản xíu lắm rồi. Xíu vui thường không anh? Thế bên kia thấy đồ đụng mà giao giặt vừa ra bé. Ồ quá chặt một phát còn phải đi luôn. Rồi. Đi qua bên qua tàu quẹo phải lên xuống dưới đường chắc luôn. Dạ không, thôi hay không. Rồi ông bên đây á, xuống tới đây thì ông quê. Có một bê nữa hả? Ăn anh em tới. À anh tới hả? Chú lên bán dừa bao lâu rồi? Thấy vừa lủi rồi là bây giờ bên nhà không có xã này cũng có chắc không quyền cơm gì nhất. Ừ. Rồi thằng cho nó mới lạnh luôn. Rồi sao không có. Rồi thằng cho chị. Đưa cho con nghe nè. Hả? Đưa ai nữa. Đưa ai nữa. Muốn mình thật ăn cũng được đó. Chứ giờ cái chi phí càng lên tới 6-7 rồi đó. Sao vậy? Dữ vậy? Đã chưa. Gà đó thua mà. Không có gà đó thua rồi gửi 200.000 về ha. Mà dừng chơi. Vậy về gửi em đổ máy cho. Tao không biết giờ. Cái đó là chi phí con gà lên tới 600 rồi đó. Mua 400 gửi cho 200 nữa. Hôm nay vừa ở dưới thì nội ăn nhiều quá, cái dừa lụa mà tôi sụt nhiều, cái gặp là nội nó ăn dừa đây cũng nhiều. Tao không lại tao sụt không đắt gì đấy, ăn giá 90. Dừa giá 90, dừa giá 90 ngon. Mấy 90 nữa chứ đâu có sụt đâu, thấy ông đây không. Quá cái sợ ông lấy bị dừa rớt nhiều quá. Rớt. Có rớt. Rớt thì cái rớt thì cầm qua đó. Khỏi chơi bầu tài gì ha. Khỏi bầu tài bầu tiết gì ha. Ừ. 30 giây.